Cũng miễn phí luôn ạ? Không ạ, em có phí. À, để nhặt bóng này luôn, để lấy cái bóng ra. 50 bóng 120 ạ. Thế nếu mà chẳng bóng 200 chị, ạ. Nếu mà chị vào đấy chị nhặt bóng thì có mất phí không? Thì có được tiền không? Ờ, các bạn có đánh cái đấy là nó bị cái đoạn nhặt bóng. Chị vào đấy chị nhặt bóng, chị thay tập thể dục luôn. Ngoài là cũng chơi trong và ngoài trời quá. Ờ, thì mấy đứa kia nó chui hết vào trong nhà bóng rồi. Hôm qua nó đã bảo nó vào nhà bóng, chứ bảo có đường nhà bóng. Nhà bóng ngay sau phòng. Anh nghĩ ở đây mà các cháu mà muốn mượn xe đạp để mà đi đạp xe thì là mượn ở đâu em? À, cũng là vào đây mà. Vâng, nhưng mà bên em thì cũng thu phí. Vâng, bên em vừa mới nhập đất xe mới rồi. Hết. Và mình không biết 30 phút là 50.000 rồi. Mình không biết nên là 80.000. Đây nhỉ, nó chứ các đâu bạn nhỉ? Đi 30 phút thoải mái chứ ạ. Ừ. Các bạn mà đạp 30 phút là thoải mái. Để vào trong. Thế chắc là nó chơi kệ nó đi, cho nó trong cái này nó. Đây, hai phòng căn như này. Còn khách nào mà mình nói như thế căn to. Đấy, cái căn này là cái căn này có phòng khách đấy ạ. Ở bên Mỹ. Đẹp nhỉ. Xây nhà tầng. Tầng xây dựng tầng thương hệ thôi. Bây giờ chị mà về quê nhá, ví dụ là quê em chẳng hạn. Nếu ai có tiền thì khi xây nhà tầng á. Còn xây kiểu nhà năm gian mái thái đấy. Những nhà nào rất rộng. Mình không có đất thì phải chịu thôi. Mệt lắm. Đúng rồi. Ăn đến tiếng con nào. Thế thì xong là nguyên thì xuống lên sân bay. Đất nước nào ra. Đất nước nào không ra. Không nối chuyến nữa con. Ôi. Kia kìa. Ôi. Kia không ra. Mình không đi mình. Ba ngủ thôi. Trước cửa này nhà ấy gì? Ừ. Đúng rồi, sáng mình cũng đi bộ lang thang thế. Ê đây đi ra đây chủ ảnh đi con ơi. Đây, chị ngồi xuống dưới. Đây. Đi về nhà mình được điều khiển một cái máy bay. Mình đi chắc nhìn vào chỗ vậy. Tự cầm máy đi, hai bố con hợp nhau. Quả lão về lại lên giường luôn. Ở đi đến ít năm ngủ. Không dậy sớm mà. Ba dậy sớm. Sớm lắm là dậy sớm về đi tập từ 5 giờ cơ. Bây giờ bắt đầu. Em đến giờ chưa? Bíp bíp. Có xe. Em rồi chúng ta. Anh Hoàng đâu rồi?
thẳng nhà cháu cũng đi về ngủ rồi. Dậy sớm đi bơi mà. Đây 4 giờ đi nằm đấy. Đây, đi đâu không biết sáng nay mà chạy vào trong này luôn này. Đấy, nó chỉ là chính ra đây đấy, chạy cái lối mà ngoài đường đi vào đấy. Đúng quy chuẩn là kiểu chùa Bắc Bộ đấy. Người người dạy thì cứ chọn nơi vắng vẻ, còn ta ham vui cứ cái chỗ mà lao sao mà đến. Nhưng mà cũng xuống đây rồi nhỉ? Không, tất cả đang mặc hộ cộc. Không, bố vào trước được thì đợi bố đi bộ về. Không, để cho ông đi tham quan một vòng đã. Không, bây giờ mà là đi đâu đấy? Hết rồi. Đấy, đi tham quan đấy thôi. Hết rồi đấy à, em? Hết rồi. À thế à? Thôi, bọn mình dừng đây này. Chụp ảnh thôi. Đây thực ra cũng không phải là... đây chỉ là một nơi để người ta tưởng niệm hay là cái gì đó thôi, chứ không phải là chùa to đâu. Đây là chùa của nhà mà. Chụp FLC rồi đây, thế thì bạn cũng cho mình đây. Cho mọi người xem chụp ảnh. Em mời nhà mình ạ. Ok. Đây không phải là chùa to đâu. Không nói cái nó tìm cứ miễn là chùa của FLC thôi. Anh chụp ảnh cho mà. Không. Chụp cho đứng bên ngoài không vào. Chụp ảnh ở ngoài thôi. Không vào. Anh mua con cứ chụp ảnh ở ngoài. Không có gì, không có gì. Vãn cảnh được mà, không có làm lễ đâu. Tôi cứ một mình nhất thiết không phải đến chùa là để thắp hương hoặc là đi đâu ạ. Không vào. Vâng. Mời thầy. Dạ, vâng ạ. Thầy lại đi về ạ. Các mọi người về nhá. Mời mời. Đây là những đây đúng không? Vâng, mới đi một vòng. Mình đã chụp ảnh. Đẹp. Chùa đấy chứ. Vâng, nhưng đây là chùa người ta tự dựng này, chùa của FLC thôi. Người ta làm này để khi khách đến là có đủ các chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to như muốn trời. Chùa to lắm. Hai bên, một bên trống, một bên trong đẹp lắm. Vâng, vâng, bên trong đẹp lắm. Mà sâu nữa chứ. Đi một vòng bên trong nhé. Thôi,